Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay Chủ nhật, ngày 13 tháng 5 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Đại hội lần thứ nhất Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2018-2023. Tấm lòng của một người mẹ ở làng trẻ em SOS. Cần sớm chấm dứt tình trạng giã cào trên sông. Chuyên mục Trung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Trường Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 13 tháng 5, tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Quảng Bình đã diễn ra Đại hội Liên đoàn Quần vợt tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Liên đoàn Quần vợt Việt Nam, đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh. Quần vợt là một môn thể thao khá mới đối với người dân Quảng Bình. Trước năm 2000, toàn tỉnh chỉ có 2 sân tập được xây dựng với số lượng người tập khá khiêm tốn. Những năm gần đây, phong trào tập luyện môn quần vợt phát triển mạnh. Hiện toàn tỉnh đã có gần 40 sân đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật với gần 1.000 người tham gia tập luyện thi đấu. Với sự phát triển của môn quần vợt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định số 992 ngày 30 tháng 3 năm 2018 về việc cho phép thành lập Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình. Theo đó, Liên đoàn Quần vợt tỉnh là tổ chức xã hội nghề nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản để hoạt động. Tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình thực hiện theo điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và các văn bản quy định hiện hành. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình khóa 1, nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 21 thành viên do ông Lê Văn Xuân làm chủ tịch. Đại hội cũng đã thống nhất mời Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, là chủ tịch danh dự của Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình. Ban chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Quảng Bình mới đã ra mắt đại hội và thông qua điều lệ liên đoàn, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong nhiệm kỳ thứ nhất 2018-2023. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch vừa tổ chức hội nghị nhằm đánh giá kết quả đạt được trong 4 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và những tháng tiếp theo của năm 2018. Trong những tháng đầu năm, huyện Quảng Trạch đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên các lĩnh vực. Hiện nay toàn huyện đang thu hoạch lúa đông xuân. Các đơn vị địa phương đã hoàn thành công tác vệ sinh rừng và trồng bời trên 450 ha rừng sản xuất. Tổng sản lượng thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt đạt trên 3.200 tấn. Hiện các địa phương đang thả nuôi tôm một vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các phòng ban đơn vị đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia của các trường học, công tác đền bù sự cố ô nhiễm môi trường biển, việc triển khai mô hình trồng cây ăn quả công nghệ cao tại xã Quảng Phú, công tác dồn điền đổi thừa gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Quảng Phương cùng một số nội dung liên quan khác. Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa cũng vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm các hoạt động của tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hồi rằm tháng 3 năm 2018. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hồi rằm tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018 đã tổ chức thành công đúng theo chương trình kế hoạch, đảm bảo cả quy mô, nội dung, hình thức. Như làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá nên hình ảnh của quê hương, con người, những truyền thống văn hóa cũng như các hoạt động tại tuần lễ đã đến được với đông đảo công chúng trên cả nước. Đặc biệt, chương trình đêm khai hội và biểu diễn nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên sóng QBTV Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình và tiệm sóng của 10 đài khác trên cả nước được khán giả đánh giá cao. Các hoạt động tại lễ hội ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là các nội dung thể thao truyền thống, các giá trị văn hóa dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em trên địa bàn huyện được đông đảo quần chúng nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã trao giấy khen cho 37 tập thể và 20 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực vào sự thành công của tuần lễ văn hóa thể thao du lịch vào hồi trong tháng 3 huyện Minh Hóa năm 2018. Hôm qua ngày 12 tháng 5, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình đã tổ chức hội thao lực lượng kiểm lâm Quảng Bình lần thứ 6 năm 2018. Tham gia hội thao lần này có 145 vận động viên, huấn luyện viên là cán bộ công chức viên chức và người lao động của 11 đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và hạt kiểm lâm Phong Nha thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trong thời gian một ngày, các vận động viên đã tranh tài ở hai nội dung thi đấu là bắn súng quân dụng AK và kèo co. Hội thao lực lượng kiểm lâm Quảng Bình là một trong những hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm
ngày thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam, là dịp để các đơn vị gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong công việc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, thể thao, xây dựng lối sống lành mạnh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong lực lượng kiểm lâm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng. Kết thúc hội thao, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba ở các nội dung bắn súng AK quân dụng và kéo co, giải nhất toàn đoàn thuộc về đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, giải nhì hạt kiểm lâm Quảng Ninh và giải ba thuộc về hạt kiểm lâm Phong Nha. Hệ thống giáo dục Chu Văn An vừa phối hợp với Trung tâm Khảo thí ủy quyền Cambridge tổ chức kỳ thi tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Các học sinh trải qua kỳ thi với 4 kỹ năng cơ bản là nghe, nói, đọc, viết với 4 cấp độ. Đây là năm thứ 3 hệ thống giáo dục Chu Văn An tổ chức cuộc thi nhằm mục đích tạo cơ hội cho các em học sinh thử sức với một kỳ thi mang tính quốc tế, đồng thời cũng giúp nhà trường trong việc tự kiểm tra, đánh giá kết quả dạy và học tiếng Anh trong năm, từ đó có kế hoạch và chiến lược để tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh theo chuẩn quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, có một người phụ nữ đã bỏ lại hạnh phúc riêng tư, hy sinh cả tuổi thanh xuân để gắn cuộc đời mình với các em nhỏ kém may mắn, chấp cánh ước mơ cho các em trở thành người có ích cho xã hội. Hôm nay, ngày 13 tháng 5, ngày của mẹ, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thuần ở làng trẻ em SOS Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Mẹ luôn hết mực vì con cái là thương yêu các con như các con đẻ của mình. Mẹ chăm lo cho chúng con từ khi con là nhỏ. Mẹ là một người rất tốt, đặc biệt yêu thương và chăm sóc con cái mình vào những hoàn cảnh khó khăn, đồng viên và chăm sóc lúc các con của mình bị ốm đau. Em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất thương yêu mẹ. Đây chính là những đứa con của chị Nguyễn Thị Thuần, một trong số 12 bà mẹ đặc biệt ở làng trẻ em SOS Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Chị đang nuôi dưỡng và chăm sóc 7 đứa trẻ ở nhiều lứa tuổi khác nhau trong căn nhà mang tên Loài Hoa Hướng Dương. Riêng kể thì gì thì hay gặp gia đình thì làm tiền thì tình nguyện kể đây thì làm nuôi bọn trẻ đấy. Vậy để thì cũng lo con coi cả con như con của đứa con của đẻ của mình đấy, mà chăm lo từng bữa ăn giấc ngủ. Vào ngôi làng trẻ em SOS Đồng Hới đã hơn 10 năm. Đến nay, chị đã nuôi dưỡng được 12 đứa trẻ. Đứa lớn nhất đã 25 tuổi, đang làm ăn xa, đứa bé nhất 2 tuổi. Cuộc sống tuy giản đơn, nhưng trong ngôi nhà của chị Thuần luôn đầy ắp tiếng cười. Để nuôi dạy các con nên người, chị đã trải qua không ít khó khăn. Là xác định trước rồi, còn thì chăm việc vào đấy thì cùng cả con suốt cuộc đời đó. Con nhìn nội có khi ngay có khi có được những cái tuổi làm người lợi là dày thí ấy. Thì có khi mình nội nhắc thì có khi nội cũng nghe, có khi miên cũng muộn khóc đó. Cái nào nhưng mà mình cũng văn tích mình cũng phải giải bào cùng nội, mình cũng nhắc nhở nội ra đời như thế này thì cả con để thành người. Chị chỉ là một trong số những bà mẹ ở ngôi làng đặc biệt này đều chưa một lần lập gia đình và sinh con. Có lẽ vì thế mà khi tiếng mẹ được cất lên từ những đứa trẻ ngây thơ với chị thật thiêng liêng. Dành cả cuộc đời mình cho việc chăm sóc và nuôi dưỡng những đứa trẻ không do mình sinh ra. Hằng ngày chị vẫn luôn lo lắng từng bữa ăn đến giấc ngủ cho các con, đảm nhận vai trò vừa là mẹ vừa là cha. Mẹ Nguyễn Thị Thuần thì là một bà mẹ đã vào làng cách đây đã hơn 10 năm. 10 năm tần tảo, 10 năm chung tình với các con để cho đến hôm nay. Thành quả của các chị đạt được là rất là to lớn. Chị đã góp phần giúp cho cái mục tiêu của tổ chức là đem lại cái mái ấm lâu dài cho những trẻ mồ côi bất hạnh được có một ngôi nhà và có một cái giấc mơ cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Con cả mình lợi thì mình rất mừng, mong các con ngoan, ăn học giỏi, thành đạt thì sau này tương lai của các con sau này có một tương lai sáng hơn. Vì trước cả con hoàn cảnh rồi. Cảm ơn mẹ vì người...
sóng gió. Giữa sóng to cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Cần sớm chấm dứt tình trạng giã cào trên sông. Chuyên mục trung sức xây dựng nông thôn mới có phóng sự Trần Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Từ trước đến nay, chúng ta mới chỉ nghe nói đến nạn giã cào trên biển. Thế nhưng thời gian gần đây, người dân Vàng Trài ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh lại vô cùng lo lắng và bức xúc được tình trạng nhiều thuyền khai thác hến của các địa phương lân cận xâm lấn địa phận đánh bắt dưới hình thức tận diệt thủy sản ven bờ, cũng như làm hư hỏng ngư lưới cụ, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nghề nuôi cá lồng của người dân sở tại. Từ năm ngoái năm nay là dân chân là về chạy của xã Yên Giang về chạy là cả chạy hàng loạt. Chúng tôi cũng mời xã về lập biên bản cùng báo nhân dân tôi trình nó về họ để hỗ trợ cũng chỗ hỗ trợ mới hết. Nhờ là chính quyền có can thiệp cấp tỉnh cấp huyện can thiệp dân đi với chứ hiện nay là chỉ là ròng khôn đất khôn mà tài sản khúc rau để khúc sống đi. Theo người dân ở đây cho biết, thời gian gần đây hàng chục thuyền máy công suất lớn có mặt từ rất sớm quần thảo trên đoàn sông qua địa phận xã Duy Ninh. Khoảng cỡ 14-15 thuyền. Nếu như mà họ để tập trung về là phải có trên 30 thuyền, nhưng bởi vì họ chưa ra nhiều khu vực, rồi để hình vĩnh ngõ, để phú ninh ngõ, để phú vĩnh ngõ, chưa ra nhiều khu vực, bởi vì trên này đo giờ phát triển quá nhiều, mà dùng cả hộp cao là bằng cái mắt lưới rất nhỏ, lưới sáng cái đấy, gọi như mắt lưới rất nhỏ, cho nên định diệt là đủ nhiều những diệt chủng được. Không bằng xuống cái điền giống như cũng hơn điền, bởi vì cái lực lượng ào ạt kéo rất đông, cái số lượng máy đi rất mạnh, nó làm cho dân ở đây là phải là rất khó chịu rồi. Nhiều lần đã dân ở đây ra để mà cũng để giải hoa có băng rôn theo nghị quyết của xã làm biển báo, nhưng mà rồi cũng không giải quyết được đâu. Xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh có gần 400 hộ dân sống bằng nghề chai lưới và nuôi cá lồng trên sông. Sau sự cố môi trường biển, để khôi phục lại nghề và cải thiện đời sống, bà con ở đây đã sắm ngư lưới cụ, lồng bè để đầu tư phát triển nghề cá lồng. Tuy nhiên, khi nguồn thu chưa có thì nay việc khai thác của một số tàu thuyền các xã lân cận đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai của các hộ dân nơi đây. Chứ là chạy nguồn nước ô nhiễm, thả nước tương mô là cả chết tương này nữa. Còn là bao nhiêu là vốn vay về gia đình cho là để thả xuống là chứ là nợ nần lúng túng nào ta. Còn là cả là chết đồng loạt, xã cũng can thiệp, chả cũng can thiệp, chứ dân là chúng tôi là bức xúc không đó. Cái việc đó mà đi ra trên chân theo cái phương diện cao này là rất nguy hiểm. Cái thứ nhất là cả cái dòng sông Kiến Giang này mà nước thì rất là trong, bây giờ nó cứ hàng ngày nó phải đục vèo đỏ ngòm ngòm, mà bảo cả vị trí là cái vấn đề này không phải nói thẳng cũng ô nhiễm môi trường ghê gớm, vì dưới cái đáy sóng là biết bao nhiêu chất cằn bẩn rồi là nó tồn tụ lại, những ngày nào cũng khuấy động, nào ngày nào cũng khuấy lên, thì như dân là người ta bảo là dân thực tế là họ bị thiệt hại, mà ở đây là phát triển nuôi cá lồng theo cái chủ trương mô hình của nhà nước. Nhưng bây giờ là cá lồng một nước lên đục ngầu thì là cá chết rất hoang mang mà thất thiệt rất nhiều. Trước sự đồng hành của một số tàu thuyền giã cao, đã xảy ra một số vụ xô xát giữa người dân địa phương với cảng tàu thuyền hoạt động khai thác thủy sản theo kiểu hủy diệt nói trên. Chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với huyện và các ngành có liên quan về tình trạng này, tuy nhiên vẫn chưa có hướng giải quyết dứt điểm. Chúng tôi đã tuyên truyền cho các thôn ven sông cắm biển báo khỏi ảnh hưởng đến cho dân. Cái thứ hai nữa là cũng tuyên truyền cho chỉ đạo cho thôn là khi có họ ra đò thì trước tiên là mình phải thông cảm với họ. Cái thứ hai là cũng tuyên truyền để họ không nên đánh đò nữa để đi ảnh hưởng đến tài sản của mình. Chúng tôi đã gửi công văn qua cho xã Gia Ninh để có cái thứ nhất là công tác tuyên truyền. Chúng ta cũng phải kết hợp để có tuyên truyền ở Gia Ninh cho những người dân bên kia không làm ảnh hưởng đến cho người dân ở bên này, gây mất cái an ninh trật tự trên địa bàn. Rồi thì đụng được cái bức xúc này, chúng tôi cũng đã phản ánh lên coi là các cái ban ngành cấp huyện, nhất là trong các cái cuộc họp của hội đồng ủy ban nhân dân huyện, thì chúng tôi đã phản ánh cái tình trạng này và đề nghị là coi là huyện sẽ có cái phương án hỗ trợ cho xã. Để chấm dứt tình trạng này, người dân và chính quyền địa phương xã Duy Ninh rất cần sự vào cuộc gấp rút và quyết liệt của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh
và các ngành có liên quan để có biện pháp xử lý đối với những tàu thuyền khai thác thủy sản theo kiểu tận diệt nói trên, tạo điều kiện cho bà con nhân dân xã Duy Ninh yên tâm sản xuất, ổn định đời sống và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là một trong những vấn đề đáng báo động hiện nay. Tại tỉnh Quảng Bình, tình trạng này đang có chiều hướng gia tăng. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Đồng Hới. Tại xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, người dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Tư tưởng có con trai nối dõi, đâu đó vẫn còn hiện hữu trong mỗi gia đình. Mong muốn có con trai khiến nhiều cặp vợ chồng lựa chọn một số biện pháp can thiệp trước khi mang thai. Việc lựa chọn để mà khi mà sinh thì em thấy hình như là tất cả mọi người đều áp dụng cả. Ai cũng muốn mình áp dụng cả. Và cũng nhưng riêng bản thân em rất là nhiều người đều là lên mạng rồi là đọc sách rồi nói chung là đều cũng tìm hiểu để mà sinh. Trong quý 1 năm 2018, xã Nghĩa Ninh là địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất thành phố Đồng Hới, 250/100. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm, toàn xã có 21 trẻ được sinh ra, trong đó có 15 bé trai và 6 bé gái. Đây là cũng có cái sự lựa chọn giới tính khi sinh của các ba mẹ và người bố nên là dẫn đến cái tình trạng là mất cân bằng cao như thế này. Sự lựa chọn mất cân bằng giới tính á thì được che đậy rất nhiều hình thức. Về cái bên ngành cơ sở của chúng tôi thì chỉ có một việc là phải tuyên truyền, vận động đi từng nhà, ra từng ngõ và đến từng đối tượng để tuyên truyền vận động họ để họ thay đổi cái nhận thức. Từ năm 2015 đến nay, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh tại thành phố Đồng Hới liên tục gia tăng. Cụ thể, năm 2015 có 112 nam trên 100 nữ, năm 2016 có 114 nam trên 100 nữ, và đến năm 2017 có 115 bé trai sinh ra, mới có 100 bé gái. Trong đó một số xã phường có tỷ lệ chênh lệch đáng báo động như phường Đồng Sơn 172 nam trên 100 nữ, phường Đồng Phú 167 nam trên 100 nữ, phường Hải Thành 143 nam trên 100 nữ, phường Đức Ninh Đông 140 nam trên 100 nữ. Trong khi đó, chỉ số này được coi là bình thường trong khoảng 103 đến 107 nam trên 100 nữ. Để từng bước đảm bảo cân bằng giới tính khi sinh, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình thành phố Đồng Hới đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông về chênh lệch giới tính khi sinh tại các xã phường. Thông qua các buổi truyền thông trực tiếp, truyền tải những nội dung về hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, khuyến cáo các cặp vợ chồng tuyệt đối không áp dụng các biện pháp lựa chọn giới tính thai nhi dưới bất kỳ hình thức nào. Việt Nam mình rất còn là trọng nam và khinh nữ, là để nói giỏi tông đường. Còn nữ thì đi lấy chồng thôi. Trong gia đình của bà thì bà tuyên vận động coi như dừng lại hai con, trai gái chính được. Trung tâm dân số của hội gia đình thành phố Đồng Hới là luôn đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, đặc biệt là tập trung hoạt động truyền thông là tư vấn nhóm. Và là hoạt động này thì được người đông đảo người quân chủ nhân dân trên địa bàn là đồng tin hưởng ứng, tích cực là tham gia trong các cái buổi truyền thông vận động mà tổ chức quy mô nhỏ ở các là thôn tổ dân phố trên địa bàn của thành phố. Để giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã triển khai mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. Theo đó, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn và các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Minh Hóa được lựa chọn để triển khai thí điểm mô hình này. Thông qua các buổi nói chuyện chuyên đề nhằm vận động người dân thay đổi thái độ, hành vi và không sử dụng các dịch vụ lựa chọn giới tính thai nhi. Lồng ghép tuyên truyền về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến một xã hội bình đẳng, tránh tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh. Để giảm thiểu những hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh, người dân cần thay đổi hành vi, dần xóa bỏ quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường, và điều quan trọng nhất vẫn là không tham gia vào quá trình lựa chọn giới tính trước sinh dưới bất kỳ hình thức nào.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy đã đạt 16 trên 19 tiêu chí theo quy định trong Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là một trong những xã của huyện Lệ Thủy phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018. Vì vậy, địa phương đã xây dựng kế hoạch và lộ trình để đến tháng 10 năm 2018 hoàn thành 3 tiêu chí còn lại là giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa. Trường Thủy có 2 tuyến đường liên xã với gần 7 km đã được nhựa hóa 100%. Tuy nhiên, để đảm bảo giao thông đi lại thuận lợi trong mùa mưa lũ, xã cần phải nâng cấp 2 ngầm vượt lũ trên các tuyến đường này. Và công trình được khởi công trong tháng 5 và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2018 với tổng vốn đầu tư 1 tỷ 620 triệu đồng. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có trên 5,3 km đường thôn xóm nhưng mới cường hóa được 4,2 km. Trong những ngày tháng 5 này, xã đang tích cực chỉ đạo các đơn vị thi công gần 1,2 km còn lại để đạt 100% kế hoạch. Bên cạnh đó, gần 13 km đường nội đồng của Trường Thủy cũng đang được thi công cứng hóa và dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm 2018. Trong quá trình thực hiện các công trình giao thông, nhờ thấy được lợi ích thiết thực nên người dân đã tích cực đóng góp tiền, ngày công và tài sản. Dân toàn xã đi hầu lộng, hào hứng lắm, không phải chắc đấy nữa, mà tất cả cái chính thôn cái xã đi. Đó, mà khi thấy nông thôn mới làm đường làm xã thì dân rất là hô hởi và họ có trách nhiệm cao bảo vệ đối với trên đó. Còn về đóng góp thì tất nhiên là nhà nước của dân cũng làm, thì dân 20 thì hưởng nộp 20, nếu dân 30 thì hưởng nộp 30. Thì đó cũng là tinh thần công cái vấn đề làm giao thông và nông thôn xây dựng mới, không những là đường mà còn nhà thôn hiện đất hiện cây rồi là đóng góp mặt bằng để xây dựng nhà thôn mới nữa. Để sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, xã cũng đang tích cực triển khai các công trình xây dựng cơ bản ở trường tiểu học và trung học cơ sở Trường Thủy. Các công trình này gồm một nhà nội trú 5 phòng, nhà hiệu bộ 8 phòng. Các công trình hiện đã có thiết kế và quyết định thi công. Về tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy, thời gian tới, xã Trường Thủy sẽ sáp nhập 9 thôn thành 4 thôn. Do đó xã cần có 4 nhà văn hóa thôn. Ngoài một nhà văn hóa thôn cơ bản đáp ứng yêu cầu, 3 nhà văn hóa thôn còn lại đã giải phóng mặt bằng và đang tiến hành xây dựng với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ đồng. Bên cạnh chú trọng về kết cấu hạ tầng thì về sản xuất cũng được địa phương này đặc biệt quan tâm. Hiện nay xã Trường Thủy có hơn 1.200 hecta rừng trồng, trong đó chủ yếu cây keo, tràm và cây thông nhựa. Ngoài ra, địa phương này hiện có 162 hecta cao su, trên 23 hecta cây hồ tiêu, trên 65 hecta sắn. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi luôn được xã quan tâm chỉ đạo. Vì vậy, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả khá như trồng cây thanh long ruột đỏ, cây nghệ vàng, cây cam mật, trồng rừng kết hợp nuôi ong lấy mật, nuôi gà thả vườn. Hiện nay mức thu nhập bình quân đầu người ở xã Trường Thủy đạt 33,2 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 3,85%. Trong thời gian tới thì chúng tôi tập trung chỉ đạo nhận mạnh các cái mô hình phát triển kinh tế trọng tâm trên địa bàn. Đó là các cái mô hình ngoài phát triển trồng rừng và các cái cây công nghiệp như cao su, hồ tiêu thì tập trung thành lập các cái mô hình hợp tác xã là như nuôi ong lấy mật, thì tính bột nghệ và tất cả các cái chuỗi sản phẩm như nuôi gà, tập trung vào gà thả vườn. Hiện nay thì trên địa bàn xã thì đã có nhiều cái trang trại gia trại đã làm ăn có hiệu quả. Chúng tôi trên cơ sở là vốn tự có của người dân thì xã sẽ tập trung lãnh chỉ đạo hỗ trợ hơn kinh phí và đề nghị các cấp các ngành tạo điều kiện để cho các hộ phát triển sản xuất ổn định và bền vững. Đầu tư kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh sẽ góp phần tích cực trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, tạo ra bộ mặt nông thôn mới mang tính bền vững. Đó là điều mà Đảng bộ, nhân dân xã Trường Thủy đã và đang hướng tới. Chương trình thời sự tối nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2018. Khu vực miền núi mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, độ ẩm từ 61 đến 98%. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 77 đến 96%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5 biển bình thường, độ cao sóng dưới 1,5 m.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2018, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 51 đến